này nữa thôi. Nhưng mà kiểu trong lòng ca nó vẫn còn hơi nặng một chút quá. Chắc là em nghĩ là do anh. Từ trưa cho đến cái lúc ăn tối luôn là em thấy ca rất là khác á. Kiểu đồng tính như là có một chuyện gì đó buồn. Lúc đó thì ca chỉ có tiếp xúc với anh đi ăn trưa thôi. Còn mọi người thì đi làm hết rồi. Nói chung là anh không biết là ca nghĩ nặng như nào. Nhưng mà cái lời anh nói với ca hôm đó là mặt anh rất là nghiêm túc. Có không? Em có nào thấy anh nói chuyện với mọi người nghiêm túc đâu. Anh lúc nào cũng phải cười vừa nói á. Không khi nào thực sự mà nghiêm túc nói thẳng với mặt như vậy á. Tại vì á, anh cái lúc anh tính nghiêm túc á thì là anh lại bị cái vụ con tôm. Con tôm nào? Không, cái hôm thiếu tôm á, hôm nấu lẩu. Em không để ý lắm. Ừ, là cái bữa đó là Đông với Hằng đã đánh cầu bên ngoài. Ừ. Anh ra, anh rất là nghiêm túc nói về cái vấn đề là hai bạn ơi, thì hết tôm rồi, cái hai bạn này có thể đi mua tôm được không? Cái mặt anh có thể là hơi nghiêm trọng một tí, anh cũng không biết phải nghiêm trọng không? Tại vì lúc mà anh thả lỏng cơ mặt ra, mặt anh rất là nghiêm. Nên đó là lý do tại sao lúc nào anh cũng cười. Không nhất thiết phải lúc nào cũng cười. Tại vì anh không muốn mọi người thấy cái mặt nghiêm của anh. Tại vì anh không phải lúc đây là cuộc đi chơi, đâu phải đi làm. Hiểu không? Anh phải vui vẻ, hòa đồng với mọi người một tí. Tại vì khi mà mình đi làm thì nó phải có cái phong thái khác. Tại vì ví dụ bây giờ tự nhiên anh vô trong nhà chung. Để chuộc lại lỗi lầm vì sự lỡ hẹn của mình với Trâm, Đông đã dậy từ rất sớm và chờ trước cửa phòng của Trâm. Dùng máy của mình. Em đi phòng bọc nè. Có một chút xíu sơ suất xảy ra là em đang giết. Có nên mang giày không? Không, tại vì không có phải là kiểu chạy thể dục á. Nên đi bộ đó, không nên chạy. Chạy sẽ bị phòng chân. Cả hai cùng nhau đi bộ và tâm sự. Nhìn mấy trong đi, nó đi qua lề nè. Cho nó cùng tuyệt chiều với ta. Đi dép gì có đau chân không? Không, em bình thường mà sao? Có đau nói nha. Ok. Nhưng mà đối với em thì cảm giác đi dép lại rất là thoải mái. Mà sao kỳ vậy ta? Tại vì bình thường em đi giày cũng nhiều, nhẹ cũng hơi cao nên là được đi cái gì đó mà nó xẹp ở dưới, cái an toàn hơn. Đi bên đây, bên đây cùng chiều, đang đi ngược chiều. Cái đồ sáng không biết mọi người sẽ ăn cái gì ta, không thấy bàn bạc gì hết, không biết phải ăn cái gì. Tình đâm đi. Hả? Thật ra thì không phải là một người quyết định như là em hôm qua nữa, mà là rất là nhiều người thì tận dụng tất cả. Nhưng mà em sợ mất thời gian á. Trời, mất gì mất, cũng đã mất rồi. Nếu mà sau này có chạy bộ thì leo lên chạy vòng vòng đây nè. Thế vậy dưới đường xe. Ồ, đường này đẹp nè. Đúng ý anh. Tại đây là em rất thích những cái gì mà kiểu nó hơi âm u xíu. Không phải âm u. Đối với mọi người âm u, mà đối với em là một sự mát mẻ. Em thích. Đông tỏ ra rất ga lăng với Trâm khi đi bộ cùng nhau. Đây là ngày thứ 4 rồi á. Tại ngày vừa qua anh có nói chuyện được với ai chưa? Nữ đương nhiên là em nhiều nhất rồi. Em nhiều nhất hả? Ừ. Em với chị Ca. Chị Ca nói chuyện cũng nhiều rồi đúng không? Không hiểu sao tự nhiên tới giờ thì anh lại không nhớ Ca mấy.
một phần ra cũng khá là ấn tượng đấy, nhưng mà tiếp xúc nhiều với em hơn nhiên cái hình bóng nó là cái nhạt đi rồi. Em sẽ tiết lộ với anh cái này em chưa hề chia sẻ với chương trình. Cứ tự nhiên đi, là chính mình được rồi. Ok. Nếu mà xét trong 4 người trong nhà chung á, cái người mà gần cái mẫu hình của em nhất, nhìn vô là của mình á, cái gu của mình á là như vậy đó. Cái style riêng. Thì trong 4 người hiện tại anh là người gần với cái gu của em nhất. Sao anh may mắn vậy? Về cái tính cách thì cũng chưa hẳn nha, chưa hẳn. Nhưng mà về cái bề ngoài, về cái tác phong bên ngoài hay là kiểu đối đãi mọi người á, nó giống tầm 75%. Nó cũng là gọi tín hiệu tốt. Nếu mà gặp nhau cái duyên ấn tượng bắt mắt thôi thì không nên. Như là nãy em nói thì anh dạng mừng cũng 50-50 thôi. Cái vẻ bề ngoài là em thấy em nói giống được cái gu của em rồi. Ok, khá ổn. Cũng quan trọng là phải tìm được cái nợ kìa. Tháng tìm nợ thôi. Cả hai về nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Vừa lúc đó, các thành viên khác cũng xuống bếp phụ hai người. Hello anh. Hello anh. Bánh mì và có em, anh chọn ai? Dễ chân à? Nghe mà nó dễ chân luôn á. Dễ ra. Nó dập ngon gớm. Nè chị, em ăn gì nấu? Em chỉ bưng thôi, có làm gì đâu mà đánh đây. Các bạn tranh thủ ăn sáng để đi công việc. Cái này là phải là chấm cái dĩa, cái đũa, cái dĩa đúng không? Cái đũa cắt. Cái dĩa, cái dao bà nội. Nhiều quá bà nội, cái kiểu mắm này mắm kia. Bà ngồi vậy cho nó thân rồi, nó vui. Mệt với bà nội này kìa. Đạt cái đúng đậm chất miền Tây luôn á. Kệ sĩ cũng qua mấy đứa bạn. Ngày nào Long cũng chủ động pha một bình nước chanh đá cho các bạn thành viên. Đủ nước không? Dạ, đủ chứ. Em canh mà, đủ. Không, không sót được. Thì này chua hơn hôm qua nha. Tại vì nãy mình ăn trứng á. Vô trong rồi. Lên vô trong. Đúng rồi, anh phải ngồi gần lễ phải của anh chứ. Các bạn lên ý tưởng để thiết kế áo đồng phục cho nhóm, chuẩn bị cho chuyến dã ngoại sắp tới. Bây giờ tôi cho tụi này vui hơn. Hình nào tươi lên nha mọi người, cười á. Hình selfie được không? Selfie cười tươi á. Đạt, Đông, Ca đảm nhiệm việc đi in áo cho các bạn. Anh này xe em. Đây nè, Kha ơi. Có mũ chưa? Có mũ nè. Ủa? Ở mũ kìa. Thích mũ nào? Thích mũ nào? Nè, hai mũ thích mũ nào? Còn đây dày hơn nè. Vô mát nè. Check địa chỉ trước nha. Anh lái xe, không có dòm địa chỉ nè. Địa chỉ số mấy vậy? Coi trên Zalo á. Zalo vô. Đi để Đạt coi đường. Ủa Đạt nhớ đường chưa? Đó thì đi nè, anh đi đi. Trong lúc đó, Nhu và Long cũng có một cuộc hẹn riêng. Như vậy bà ấy nhiều lúc anh cầm điện thoại nè, anh đâu đánh ngó nè. Nhắn tin cho bạn nữ rồi đúng không? Kiểu sao cười tủm tỉm vui vậy, lại kiểu vậy. Anh Đông rất là vui, chả qua là anh Đông rất là ngại, thế anh Đông thôi, nghĩ vậy. Chứ mà nếu mà một với một anh Đông sẽ nói rất là tốt. Hôm qua anh có ghẹo Ca là chuyện gì xảy ra nếu như anh nói anh thích Ca. Cái bắt đầu Ca bảo thôi đi, anh thích Trâm rõ ràng ra mặt luôn. Lúc đó anh cũng bị hố hàng nghe nữa. Cái người anh thích nhất trong lớp học hiện tại nha là em, xong mới thích Trâm. Là em xong mới thích Trâm.
là thích về về thích là thích đúng với nghĩa là thích luôn á. Em chưa tin. Ví dụ như lúc nãy em đơn giản là em đang đùa thôi. Ok hôm nay mọi người ở nhà tụi em sẽ hẹn hò vui vẻ. Cái gì? Hẹn hò. Mình đang hẹn thôi chứ mình không hò. Anh không sợ ca giận anh à? Tại vì cảm xúc của ca cũng mạnh lắm đó anh. Chứ không phải đơn giản đâu. Bữa đó, hôm đó là ca bảo là ca không có nghĩ là sẽ có người thích ca. Tại vì theo cái chương trình này anh không muốn ai bị bỏ rơi cả. Anh muốn ai cũng sẽ như ai á. Vậy là anh định thích không tất cả mọi người? Không, anh sẽ quan tâm tất cả mọi người. Thích tất cả mọi người, anh đâu phải sợ canh hay là... Vậy tại sao anh nói với ca là lỡ anh thích ca? Nếu mà anh nói như vậy thì ca sẽ nghĩ anh là anh đang thiên hướng về người này, anh cũng đang có nghiêng về người kia rồi, anh cũng nghĩ đến ca. Đó, một người con gái người ta sẽ suy nghĩ nhiều đến thế chứ không phải là đơn giản như anh nghĩ trong đầu đâu. Ok, tại vì lúc mà ca nói như vậy á, kiểu anh thấy ca kiểu đang bị lạc lõng á. Cái anh mới hỏi là vậy ca... Nếu mà ca nói như vậy em chắc chắn là ca cũng có hơi một chút giận với lại chạnh lòng á. Ừ. Ca bảo là không ai để ý ca cả. Ca coi mọi người như anh em vậy. Cái em mới bảo là tham gia chương trình này mà em nghĩ như vậy hả? Cái rồi anh mới bảo là em nghĩ sao đến giờ anh nói anh thích em. Anh nói là anh nghĩ sao thôi. Cái bắt đầu ca mới nói những cái như ra vậy đó. Cái anh mới bảo nữa hả? Lại kêu anh thích chồng nữa. Vậy anh có giải thích không? Anh có nói là ok, Trâm là một cô gái như này như kia, anh cũng thích vì là Trâm cũng là một người này kia. Nhưng mà cái người mà làm anh kiểu ấn tượng nhất với là ca. Thì ca bảo là ấn tượng thôi nha, chứ không có thích nha. Thì anh cứ bảo là giờ anh thích ca đó thì giờ sao? Trời cái ơi. Bắt đầu ca bắt đầu kiểu hèn chi ca tính mạnh vãi trưởng. Hèn chi mà cái kiểu như là lúc hai người đi ăn về á, bữa trưa á, xong rồi từ lúc đó đến tối là em thấy ca ít nói luôn. Ca kiểu như trầm lắng một chút á, mà bữa giờ là chưa bao giờ thấy cái kiểu đó luôn á. Tại vì anh không có... Không chọc anh nữa nè, không chọc mọi người luôn. Cũng không nói những cái gì vui vui hết á. Cứ nói chuyện đầm đầm bình thường á, không như mọi ngày. Đó là do anh đúng không? Chắc chắn rồi á. Giải thích với người ta đi chứ người ta suy nghĩ hơi bị nhiều, hơi bị mạnh cảm xúc đó. Anh biết mà. Anh biết mà anh vẫn im đúng không? Cái đó là chiến thuật của anh mà. Tại vì mỗi người trong lớp hầu anh đều đối xử theo một cách riêng. Ca coi anh như anh em vậy đó thì anh cũng sẽ coi ca như là anh em vậy đó, anh em mà kiểu hip hop của anh vậy đó. Nhưng mà anh sẽ quan tâm ca hơn một cách đặc biệt hơn một tí, tại vì ca là khác giới. Thì kiểu như những giới tụi anh đi thì tụi anh ra nữa kiểu ờ tao thích mày quá, tao thương mày quá, tao yêu mày quá thì rất là bình thường đúng không? Thì đó anh sẽ áp dụng y chang vậy với ca để xem ca phản ứng như nào. Thì em biết là ca kiểu hôm qua anh cũng nhận thấy là ca có cái gì đó sụt sùi rồi trong tâm trí rồi, cho nên là để em coi hôm nay ca có tiến triển hay không. Nhưng mà sáng nay ca vui lại rồi mà, sáng nay ca cũng ok, cũng hết, nhưng mà còn không còn tấu hài nữa thôi. Nhưng mà kiểu trong lòng ca nó vẫn còn hơi nặng một chút ấy. Chắc là em nghĩ là do anh. Từ trưa cho đến cái lúc ăn tối luôn là em thấy ca rất là khác á. Kiểu đồng tính như là có một chuyện gì đó buồn. Lúc đó thì ca chỉ có tiếp xúc với anh đi ăn trưa thôi. Còn mọi người thì đi làm hết rồi. Nói chung là anh cũng biết là ca nghĩ nặng như nào. Nhưng mà cái lời anh nói với ca hôm đó là mặt anh rất là nghiêm túc. Có không? Em có anh nào thấy anh nói chuyện với mọi người nghiêm túc đâu. Anh lúc nào cũng phải cười vừa nói á. Không khi nào thực sự mà nghiêm túc nói thẳng mặt như vậy á. Tại vì á, anh cái lúc anh tính nghiêm túc á thì là anh lại bị cái vụ con tôm. Con tôm nào? Không, cái hôm thiếu tôm á. Hôm nấu lẩu. Em không để ý lắm. Ừ, là cái bữa đó là Đông với Hằng đã đánh cầu bên ngoài. Ừ.
anh ra anh rất là nghiêm túc nói về cái vấn đề là hai bạn ơi thì hết tôm rồi, cái hai bạn có thể đi mua tôm được không. Cái mặt anh có thể là hơi nghiêm trọng một tí, anh cũng không biết phải nghiêm trọng không, tại vì lúc mà anh thả lỏng cơ mặt ra mặt anh rất là nghiêm, nên đó là lý do tại sao lúc nào anh cũng cười. Không nhất thiết phải lúc nào cũng cười, tại vì anh không muốn mọi người thấy cái mặt nghiêm của anh, tại vì anh không phải lúc đây là cuộc đi chơi đâu, phải đi làm, hiểu không? Anh phải vui vẻ hòa đồng với mọi người một tí, tại vì khi mà mình đi làm thì nó phải có cái phong thái khác. Để mà ví dụ bây giờ tự nhiên anh vô trong nhà chung cái anh ăn lại của em đâu à. Có anh vẫn hoạt ngôn với mọi người, nhưng mà anh nói chuyện với mọi người anh nên tiết chế lại cái điều cười của mình đó. Em thấy cười nhiều quá mọi người không tin tưởng cái lời nói của anh đâu. Đúng mà anh biết là không ai tin tưởng anh đó, mà theo em là em nghĩ như vậy. Không, em nói đúng á. Tại vì á, này là ngôi nhà chung, là lớp hầu, anh muốn đây sẽ là một chương trình vui vẻ hơn là cái kia, để anh sẽ đóng vai kiểu một cây hài trong nhà chung thay vì là một ông lão hùng sự. Anh thích như vậy hơn, với lại anh rất là thích làm mọi người cười. Em đang đợi như vậy á. Ừ, rất là thích làm mọi người cười, tại vì em biết sao, tại vì anh không muốn làm ca bực dọc vậy đâu, tại vì lúc mà ca nói là sẽ không ai để ý ca thì anh lúc đó anh sợ là ca mang cái tâm lý là mình tới chương trình này kia, cho nên là anh muốn ca vui lên thôi, chứ anh không nghĩ là nó sẽ ra như vậy. Nhưng mà anh nghĩ ca hiểu, ca chỉ tức anh lúc đó thôi. Không hẳn. Rồi anh Long. Đây đây. Đây đây. Cô cãi này là cho Trâm à? Ừ, với Trâm đi, với Trâm nấu ăn. Đâu? Nè. Được không? Rồi sao? Cái hình này hơi khó ghép, nó không có ý tưởng, nhưng mấy cái này mẫu này nó tin, nó nhìn nó thực tế hơn. Mua hả? Không. Cái này là gì đó? Đối với anh nha, đối với trong lòng anh hiện tại, như hôm qua mới nói với Đạt với Đông á, kiểu em chắc em té xuống trần gian này em không có đau đâu. Anh kêu em á? Ừ. Vậy? Em té xuống trần gian này em đâu có đau, tại vì em có cánh mà. Thả thính ghê thật. Anh đâu thả thính đâu, những cái đó đã đang chạy trong đầu anh và nói ra rồi, đó là thính đâu. Rồi, rapper mà sao cãi lại? Không, anh không dám tự nhận mình là rapper, nhưng anh chỉ dám nhận mình là một người chơi rap thôi. Tại vì rapper nó là một cái định nghĩa rất là chín chắn, nó không có đơn giản như mọi người kiểu như là cứ biết rap nên gọi nhận là rapper. Tại vì anh rất là nể cái chữ rapper đó. Tại vì ngay cả cái rem lắp của anh nó cũng là thể hiện cái nền văn hóa như vậy, thì chữ rapper nó cũng vậy. Cũng mưa rồi, thôi em về nha. Vậy nha, bye nha. Để trước. Chị cũng nôn thay áo quá. Cái này em có một chút lời khuyên với anh. Nó là nếu mà trong ngôi nhà chung á, anh có cảm xúc với một bạn nào mạnh giống như Trâm, ví dụ, hoặc là hiện tại là anh đang có cảm xúc với Trâm mạnh, anh cứ tiến tới, anh đừng có ngại, tụi em sẽ đẩy thuyền giúp anh. Ship nữa. Em với Ca sẽ là người đẩy thuyền giúp anh. Ship nữa, trời ơi, sao cái chương trình này nó kiểu có kịch bản hay sao đó ta. Em thấy anh với Trâm hợp. Anh với Trâm hợp hả? Ừ. Trâm cũng dễ thương, cũng tinh tế, cũng giỏi giang, cũng ok. Anh em cũng giỏi mà.
em giỏi chứ. À, nhưng mà em đang nói về Trâm với anh là em thấy Trâm với anh hợp. Nghe đáng sợ quá trưởng. Có gì đâu, bình thường mà. Bao nhiêu người muốn giúp mà không có, không có cơ hội đó nha. Ghê. Nhưng mà Trâm nói đã nói rồi đó, Trâm thích một người điềm tĩnh. Anh chỉ điềm tĩnh trong công việc thôi, chứ cuộc sống bình thường á, anh rất là dễ bị nhiễu bởi những thông tin bên ngoài. Ví dụ như hôm nay em nói, đúng rồi, như em nói là mọi người sẽ bị đẩy thuyền anh đúng không? Em không biết được, nếu mà anh có tình cảm hoặc có cảm xúc mạnh với người ta ấy, anh nghe được người ta chia sẻ thế nào, anh có muốn thay đổi hay không, đó là do anh nữa. Ủa, anh chưa đi làm hả? Hả? Anh chưa đi làm hả? Anh chưa. Em ngồi đi. Tối nay chắc phải trễ đúng không? Anh làm buổi chiều mà. Đúng. 9 giờ. 9 rưỡi em bắt đầu về. Về ở đây khoảng 10 mấy. 9 rưỡi bắt đầu về. 10 mấy, ok. Tối nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Tại vì hôm qua mọi người chuẩn bị cũng hơi nhiều quá. Ừ, nghe là tối nay xét phạt xíu. Trước khi đi ngủ. Xíu. Ồ, tối qua anh hẹn nhau vậy? Ờ, cái này bí mật em có được hỏi không ta? Nhưng mà... tò mò. Nhưng mà tối qua anh định hẹn với em á. Tại vì đối với bé Hàn thì với lại với Nhu thì anh cũng có thời gian rồi. Bé Hàn thì lúc nghe công viên anh nói chuyện cũng nhiều. Với bé Nhu. Ủa, lúc nghe em không biết thôi. Thì công viên lúc chơi chơi đó. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Và tới bé... Nhu. Bé Nhu thì có buổi hẹn ở ngoài rồi. Anh cũng hỏi nhiều, chỉ có em thì nói chung là cũng... Bé Ca thì bé Ca anh định để cuối. Tại vì cái tính bé Ca nói chung là trước mắt thì anh cũng biết được sơ này nọ. Cái hòa đồng nó vui vẻ, nó hoạt bát. Còn em thì hơi trầm tính xíu. Nói chung là những cái thông tin của em thì anh nghe chia sẻ từ mấy anh em thôi, chứ anh cũng chưa hỏi được tính. Thì anh muốn hẹn em để mà chia sẻ nhiều hơn, biết nhiều hơn. Chia sẻ nhiều hơn. Nhưng mà anh thì tính vậy đó, em nhìn thấy em cũng biết. Đối với em thì anh thấy em cũng kiểu như hơi trầm tính, nhưng mà kiểu như chung em hơi có nắng mưa thất thường á, chứ không phải là cũng không hẳn là trầm đâu. Có những lúc mà em cũng sôi nổi không kém. Nhưng mà nhiều khi lúc nào sôi nổi chơi chơi nữa. Hồi như tối ngày hôm qua anh thấy em ngồi rất là trầm, nhưng mà đến khi cái đoạn mà có hình phạt cho Long với lại Hằng á. Em rất là sôi nổi. Em thích mấy vụ mà phạt đồ kiểu cho chung là em cảm thấy vui nên là em rất là thích mấy đó. Bây giờ là tối em ngồi với anh. Tối ngoài hả? Đông hả? Anh thấy em chủ đạo không? Anh thấy em là kiểu như em là cái mẫu người giống kiểu anh thấy là giống anh kiểu anh Chun trẻ. Anh Chun thích mẫu người con gái kiểu như nó hơi sao ta? Biết học hỏi, biết khi biết học hỏi em lại như em kể mấy cái chuyện vậy, như hồi đó nấu ăn thì bạn trai lúc em chưa biết rồi này nọ đó. Anh cũng chia sẻ với anh chú cũng nói anh mọi người anh là thích mấy người kiểu con gái là biết học hỏi nè, tinh tế, biết nói chung đặc biệt cái số 1 mà anh chú trọng đó là thông minh. Thì anh ở em có trong 4 bạn nữ ở đây thì anh thấy em là người có được cái kiểu mẫu người gái đó. Thì khi mà gặp em cái lần đầu tiên ở đây nè, ngồi ở vết đây nè, từ cách ăn mặc của em với lại cái món quà mà em tặng cho anh á. Nói tới món quà anh mới nhớ luôn á. Anh chưa dùng đúng không? Không phải là chưa dùng. Hay là anh bỏ ở đâu? Anh còn để trong đó, để về nhà anh dùng, chứ ở đây anh dùng gì. Anh tặng anh mà, ở chung phòng nhiều người quá. Nhưng mà hồi em nghĩ là anh sẽ quên, anh không nhớ tới nó nữa. Không, anh để trong ba lô, trong vali á. Ok. Thật là cái lúc tặng quà anh thấy mình hơi bị kiểu như, tại lúc đó mọi người tặng quà xung quanh đúng rồi, mà lại anh hỏi anh ấn tượng với ai thì kiểu như ngày đầu tiên thì khi nó hơi rung anh cũng biết sao, anh cứ nói là anh ấn tượng với bé Nhu, mà lại quay qua là nghe thì anh nghĩ lúc đó đối với con trai kiểu như nó cũng hơi quê, con gái thì nó hơi buồn, mà đối với con trai nó quê kiểu em hơi anh thấy em cũng sượng từ hồi cuối luôn mà anh, tại kiểu anh bị lái, nhưng mà bị lái nó không có kiểu như là nó không có xuông cái lắm á, nên là không, em không có buồn, em không có buồn cái này em thôi. Anh là thôi, anh sợ con gái mà giận buồn lắm, bây giờ anh mà ghẹo hay anh kìa ai bất kỳ con gái nào anh cũng có chừng mực,
như con bé nhu nhiều đó rồi mình biết tới tới đó thì được. Thì em cũng cũng thường mà, nhưng bé Hằng thì nó cũng ít, không đến nổi. Mấy người kia anh cũng kiểu, nhưng mà anh biết cái chừng mực, cái mức độ mấy người đó, anh thăm dò được mấy cái mức độ đó thì không đến nổi giận. Anh sợ tới nhất người ta giận lắm, nhất là cái ngày đầu tiên mà gặp mấy người á. Gặp em, ba người con gái mà anh có biết được gì đâu. Không sao. Nói chung là phía ông lúc sau cũng có gỡ gạt được một xíu. Em nhớ mấy bữa sau là anh xuống anh phụ em nấu cơm này kia đó, thì anh cũng gán gỡ lại đó thiệt. Thì anh nói thì nó cũng kỳ mà thôi. Không, nếu mà, anh, nếu mà em để bụng thì chắc là bữa giờ em cũng không có thoải mái với anh vậy đâu. Tại vì em nghĩ đến điều đó, tại vì sơ suất thôi, chứ trong lòng anh nghĩ là cái suy nghĩ của anh bên trong thì em hiểu ý của anh. Nhưng mà do cái lời nói ra nó không, nó chưa có đúng, nó chưa có khớp với nhau á, cho nên là mình nghe nó hơi kỳ kỳ xíu, mà không thấy không nghĩ gì hết á. Cũng là khi mà nói chuyện với em thì nói ra được mấy cái đó cũng khỏe là thiệt luôn á. Nhưng mà khi mà làm với em mấy cái hành động này kia, những sinh hoạt chung với em này kia, với lại mình có những cái thử thách rồi chẳng hạn, thì anh thấy cũng khỏe. Nhưng mà thôi, nói ra nó cũng khỏe hơn. Khỏe. Thì anh thấy kiểu như lỡ như mình nói sai với một người gái, kiểu như mình đưa lại bao nhiêu cũng không đủ á, thiệt luôn. Lỡ kiểu vậy. Vậy thôi. Ok, bình thường mà. Rồi em muốn ăn uống gì em vô ăn uống đi. Ok, ok. Rồi, cảm ơn em nha. Ok. Trời ơi, cho em quá ra tự nhiên.